Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thời tiết vẫn khá mát mẻ, nền nhiệt vẫn duy trì ở trạng thái dễ chịu, thấp nhất là 24 độ, cao nhất là 29 độ. Mưa còn xảy ra bất chợt nhưng lượng mưa không nhiều, có nơi chỉ mưa lác đác. Riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa to hơn, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nay có mưa trên diện rộng nhưng lượng mưa không lớn. Nhìn chung cả ngày hôm nay, thời tiết cả nước mát mẻ, trời nhiều mây, độ ẩm trung bình lên trên 85%. Tại Hải Phòng sáng ngày hôm qua, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận khí lạnh, nên khu vực Hải Phòng trời đã chuyển mưa dông diện rộng. Mưa dông tập trung ở khu vực phía nam thành phố, tại các huyện như là Vĩnh Bảo, Tiên Lãng. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 15mm. Sáng nay trời có mưa rào và dông nhưng chỉ là diện vài nơi. Đến trưa và chiều trời hửng nắng nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 31 độ. Đêm nay và ngày mai, khu vực Đông Bắc chịu ảnh hưởng của khối không khí mát suy yếu dần, hội tụ gió trên mực 1.500 m suy yếu. Dự báo nhiệt độ cao nhất ngày mai ở khu vực phổ biến từ 28 đến 31 độ, có thể có mưa vào đêm và sáng sớm mai, thời tiết cũng khá dễ chịu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng nửa cuối tuần này, vùng thấp phía Tây phát triển trở lại, kéo theo sự phát triển của gió phơn Tây Nam. Mưa sẽ giảm, còn diện cục bộ và tập trung về đêm và sáng. Nhiệt độ tăng dần từ 25 đến 32 độ, lên mức 27 đến 34 độ. Còn tiếp theo ngay sau đây, như thường lệ sẽ là dự báo chi tiết tại khu vực thành phố Hải Phòng đêm nay và ngày mai.